Các bạn thân mến, hôm nay mình tiếp tục với phần mềm thiết kế phim hoạt hình. Ở đây phần mềm TomBomb như mình đã nói ở bài thứ nhất, thì hôm nay chúng ta sẽ học bài vẽ bằng các công cụ đồ họa để chúng ta có thể vẽ chúng. Thế thì chúng ta đã biết, mỗi một khung hình này người ta gọi là một cảnh, tức là một cảnh trong phim hoạt hình. Vậy thì tất cả những đối tượng sau khi mà chúng ta vẽ được đặt lên trên đây, nó sẽ chuyển động trong mấy cảnh này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ sử dụng cái bộ công cụ, tức là tôi giới thiệu như brush, ở đây có nghĩa là chổi, chổi lông, hay là cũng gọi là cây cọ, pencil là bút chì, rectangle là hình chữ nhật, đây hình ellipse, đây hình poly, polyline và hình hình line. Polyline dùng để vẽ nhiều đường cong khác nhau. Thế thì như brush và pen thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta sử dụng brush thì ở đây chúng ta sẽ có các cỡ. Đấy. Các bạn sẽ có các cỡ của pen của nó. Và trong pen của nó thì tôi giới thiệu luôn là đây là cái cỡ dịch chuyển của cỡ max, tức là nó là cỡ maximum, tức là nó lên to nhất nó có thể, và giảm, đây là giảm đi. Max minimum, đây là maximum. Đấy. Min thì như nào? Mắc như là đá nó nhỏ cỡ như thế. Và smoothness là độ độ mềm của cọ, độ mềm của cọ. Chúng ta chú ý nhé, smooth. Còn đây là mực, mực của chúng ta. À, đây là mực. Thế còn chúng ta biết là đây là phần đây thì nó chính là thuộc tính. Thuộc tính ở trong phần thuộc tính thì chúng ta đang sử dụng là cách vẽ bình thường, cách vẽ bình thường, có thể quay kéo vân vân. Thì chúng ta có thể, đây là phần giữ cái tỷ lệ vân vân. Thế thì bây giờ bài đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Thì đối với công cụ polyline, hình chữ nhật thì chúng ta có thể vẽ như này, đây, hình chữ nhật nhé. Hình ellipse, ellipse thì các bạn dùng hình này. Thế khi các bạn giữ phím shift ấy, thì nó sẽ tròn, shift nó sẽ tròn. Phím shift nó sẽ rất là tròn. Còn hình chữ nhật mà chúng ta muốn vẽ hình vuông cũng vậy, chúng ta muốn vẽ hình vuông rectangle đấy, chúng ta giữ shift nhé. Các bạn chú ý là chúng ta giữ shift để chúng ta triển khai phần thiết kế. Thế thì đối với thiết kế đồ họa về phim hoạt hình ấy, thì nó sẽ, các bạn phải có cái kỹ năng thiết kế đồ họa về phần sản phẩm in ấn vân vân, gọi là design ấy. Thế nhưng mà hoạt hình thì đôi khi chúng ta cũng không cần phải độ chi tiết lắm, mà chúng ta mang tính chất là phác họa thì cũng nhiều hơn. Thế thì ở đây chúng ta đã có các công cụ như là poly vân vân, hoặc là hình chữ nhật, rectangle rồi ellipse chúng ta sẽ áp dụng. Ngoài ra chúng ta còn có công cụ là phóng to thu nhỏ, scale, là scale nó đưa về góc thì nó sẽ thì scale nhỏ lại, scale to lên, đúng không? Scale chúng ta thay đổi cỡ của nó. Thế thì ở đây chúng ta đã có một cái hình hình ellipse, hình ellipse. Thế thì đối bài nào chúng ta cũng có thể thực hành được. Ví dụ như bây giờ tôi muốn cái bánh xe này nó chuyển động tròn, các bạn nhìn chú ý nhé, chuyển động. Thế thì tôi sẽ vẽ ở đây là dùng pencil hoặc là line. Ở line thì ở đây tôi vẽ một cái đường thẳng, đường thẳng đi qua tâm, giữ shift. Rồi đường thẳng đây đây nữa, qua tâm. Tôi có bánh xe này, đây là một bánh xe. Thế thì chúng ta nhóm lại, sau khi mà chúng ta vẽ bánh xe này chúng ta nhóm nó lại, thu nhỏ lại đều, thu nhỏ lại đều. Thì ở trên khung hình thứ nhất, ở đây frame frame thứ nhất, các bạn chú ý nhá, trên cái dòng timeline này thì cái frame thứ nhất nó sẽ là, đang là chúng ta vẽ, nó chuyển sang cái thứ hai. Các bạn chú ý này, bây giờ mình sẽ dạy các bạn. Đây là chúng ta vẽ u liền, tức là bật nút này là để chúng ta có thể nhìn lại cái vết của phần trước. Còn đây nó có này, không có đấy, tức là không nhìn thấy phần trước, cảnh phía trước. Đây là nhìn thấy cảnh phía trước một lần, đây là nhìn thấy hai cảnh phía trước, đây đây là hai cảnh phía trước, còn đây là ba cảnh phía trước. Tương tự đây chúng ta sẽ là, chúng ta nếu chúng ta trở lại thì cảnh next, tức là next hai cảnh tiếp theo và ba cảnh tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào chỗ này. Đấy. Còn đây là phần đèn sáng để chúng ta có thể nhìn thấy highlight, nhìn thấy hình ảnh của chúng ta rõ hơn. Thế ở đây chúng ta sẽ sử dụng ba cảnh viết trước, và bây giờ chúng ta sang phần đây.
Vâng, đây chúng ta quay trở về đây, chúng ta chọn là copy đối tượng, các bạn chú ý nhé, để cho nó đều nhau chúng ta chọn copy đối tượng. Sau đó các bạn vào đây, các bạn paste cho thầy, paste cho cô, paste đúng vị trí. Lúc này chúng ta chỉ cần xoay, chúng ta ungroup ra, chúng ta sẽ vào đây chúng ta chọn là ungroup đấy, và chúng ta xoay cái này đi một vòng, đi vòng này. Tốt nhất là chúng ta sẽ nhóm hai cái công cụ này lại với nhau, còn chọn g hai hai cái đường bên trong nhé, nhóm lại với nhau. Quay cái này một chút đúng không? Rồi ok. Đấy, rồi ta lại sang next, cái tiếp theo ta lại tiếp tục cần chôn V. Đấy, ta lại P vào. Đấy, sau đó ta quay với cái vết tiếp theo lên đây. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy, nếu bây giờ tôi không cho vết thì tôi sẽ di chuyển con chuột, các bạn nhìn thấy này. Đấy, nó quay đấy, nó quay. Đúng không? Nó quay đấy. Thế bây giờ ta muốn cho nó quay nhiều. Ta muốn cho nó quay nhiều. Các bạn nhá, ta sẽ tạo thành một cycle, tức là lặp lại các bước kia. Cycle. Chúng ta có thể chọn là create cycle advanced, thì chúng ta nhìn vào đây. Chúng ta nhìn đây, ví dụ như là chúng ta chọn là tiếp tục là bao nhiêu frame, hoặc là forward bao nhiêu frame, thì chúng ta sẽ đánh vào đây. Đấy, cycle của chúng ta ở đây chúng ta có thể lặp bao nhiêu là tùy ý, và nó sẽ hiện ra các phần lặp. Ở đây chúng ta sẽ chọn là mỗi cái là 4 đúng không? Ví dụ như thế. Đấy, ta nhấp ok. Đấy, nhấp ok. Thì chúng ta nhìn thấy này. Xin lỗi. Chúng ta chọn cycle nhé. Cái này mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cycle, ta chọn đi đến 30 đi. 30. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn bánh xe chuyển động. Đấy. Đây là nó chuyển động, là chuyển động lấy chuyển động ngược, và chúng ta nhìn thấy là nó đang đi sang bên trái. Bây giờ tôi sẽ áp dụng là chạy từ bên này qua bên này để chúng ta nhìn thấy là bánh xe nó chạy. Ta nhóm lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ đưa vào cái nút có tên là nút chuyển động motion, instant motion, là chúng ta tạo ra một cái chuyển động. Ở instant motion này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chuyển động chạy sang bên tay phải. Chúng ta không, chúng ta chọn từ chỗ khung hình này, có ba khung hình này, chúng ta chọn instant đi sang bên đây. Sang bên đây, xong rồi xuống đây, xong rồi ra đây. Ở đây các bạn lên trên này. Quay nữa đây. Rồi, là bây giờ chúng ta nhìn nó sẽ chạy nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất là dễ. Chuyển động của chúng ta rất là hay. Và chúng ta đã tạo ra một cái chuyển động rất là tốt. Thế còn ở đây là phần này, phần kết thúc của chúng ta. Phần kết thúc của chúng ta. Đấy là ứng dụng để chúng ta có thể tạo ra một cái chuyển động về bánh xe. Sau này chúng ta có thể vẽ cái ô tô. Các bạn chú ý nhá, là chúng ta phải tạo instant từ cái frame, cái bộ frame đầu tiên ba khung này. Sau đó chúng ta chọn vào nút instant motion để tạo ra chuyển động, chúng ta mới di chuyển chuyển động. Đấy. Và chúng ta nhìn nó sẽ lặp, ta ấn nút này để cho lặp lại chuyển động với các bạn nhìn thấy. Đấy. Đấy. Thế là chúng ta nhìn thấy là bánh xe nó đã chuyển động đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ tạo những chiếc ô tô và nó đang chạy trên đường, chúng ta cũng sẽ làm được như vậy. Thì với cái phần này là chúng ta thể hiện là chúng ta để dùng để vẽ vẽ sự chuyển động, chúng ta vẽ ô tô chuyển động. Bài tiếp theo bây giờ mình sẽ nói về công cụ tiếp theo là công cụ Polyline và Line như thế nào. Đó. Đây là chúng ta chọn này để nó, chúng ta nhìn thấy là cả khung chạy. Còn cái khung đen đen này chính là camera của nó. Đấy, camera phần sau tôi sẽ nói thêm, giới thiệu sau. Cái khung đây, đấy chính là cái khung bề rộng của chiếc camera. Nó đang chuyển động. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã tạo ra một cái hình bánh xe chuyển động trên đường. Đấy, thế còn tôi lái hướng nào hay không thì đấy là do nó sẽ tự làm. Đó. Chúng ta nhìn thấy là hiện nay nó đang chuyển động, và chúng ta sẽ làm nhiều cảnh nối vào với nhau tạo thành một bộ phim.
chúng ta nhìn thấy là đây là một cái chiếc xe chuyển động rất là tốt, đúng không? Các bạn nhìn thấy nó chuyển động rất là hay. Đấy. Rồi, ok, bây giờ mình stop lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về đây. Trở về đây. Ta nhóm lại, đúng không? Nhóm lại, cần chung gần lại. Khi ta thu nhỏ lại chúng ta nhìn thấy nó giật lên giật xuống, đúng không? Rồi đấy là do thì ta thu ở khung này. Bây giờ ta sang khung này, khung này chúng ta cũng phải thu đấy, thì nó mới được, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy là ở mỗi khung nó đều đều khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ phải nhóm một khung, hai khung, ba khung, nhóm lại, chúng ta cho nhỏ lại. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy là Windows đã mất hết tất cả các cảnh, đúng không? Chúng ta lại trở về ban đầu, phục hồi lại. Và bây giờ mình sẽ nói về phần vẽ tiếp theo là phần vẽ polyline. Ở đây các bạn thêm một lớp nữa, đây là mỗi một phần này chúng ta gọi một lớp, ta gọi là đây ta thể đặt mình đặt tên là poly polyline, nên là đường vẽ đường thẳng. Thế thì cái lớp phía dưới nó không sẽ không bị ảnh hưởng đến cái lớp phía trên. Bây giờ ta dùng một cái mực gọi là mực màu xanh nước biển để chúng ta có thể vẽ polyline một cách dễ chi tiết hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào, chúng ta sẽ chọn đây là công cụ có tên là polyline. Đấy, các bạn nhìn nhé. Vâng, chúng ta vừa vẽ ta vừa uống được. Chúng ta có thể giữ phím A để cho nó gì, phím A này có nhiệm vụ là trên bàn phím, có nghĩa là để cho chúng ta cố định cái phần kia. Đây. Đấy, cắt nhé. Thế thì polyline rất là dễ. Đấy, chúng ta có thể chúng ta cắt, ta vẽ lên đâu thì ta giữ phím A và ta cắt là on ấy, on trên bàn phím tiếng Anh nó gọi là on, đúng không? Ta chọn line. Đấy. Thì polyline để vẽ các đường cong vân vân rất là dễ, đúng không? À, ta có thể uốn, uốn, cắt. Sau đó ta có thể sửa. Để sửa polyline thì chúng ta chọn công cụ polyline. Chọn công cụ polyline này. Chúng ta chọn chọn của nó, chọn polyline. Chúng ta có thể chọn xóa đi, ta làm lại là polyline một uốn này, giữ A này, mất này, uốn tiếp này để nó hiện lên. Và sửa nó thì chúng ta sẽ sử dụng là cái nút là polyline. Đấy, ta sửa. Ta sửa ở đây thì chúng ta sử dụng rất nhiều thứ, ví dụ như chúng ta sử dụng công cụ đây Ctrl E đấy, tức là khi sửa chúng ta sử dụng cái này. Đấy, chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn, ta kéo chọn các nút khác nhau, bạn có thể copy nút này di chuyển ở đây. Đấy, chúng ta sửa sửa nó không phải chính công cụ đó mà chúng ta phải sử dụng là Edit Ctrl, chúng ta sửa nó. Là chúng ta dùng vẽ vẽ đường viền là chớp của nó. Ngoài ra sau khi đó chúng ta thể di chuyển cho nó nhỏ lại, chúng ta cho di chuyển cỡ nhỏ lại thì chúng ta sẽ vẽ cái đường line khác. Đó, nhỏ hơn. Đó, chúng ta vẽ nhỏ hơn. Đó, đây là phần đường line chúng ta vẽ rồi. Đấy là mình giới thiệu phần các công cụ đó. Ngoài ra chúng ta còn có công cụ pen, pen để chúng ta đổ vào cái vùng mà ranh giới ta vừa vẽ.
Ví dụ như là vừa xong rồi chúng ta nhìn thấy là mình lại chọn pin màu xanh, bây giờ pin màu đỏ. Đấy, chúng ta sẽ chọn được màu đỏ. Tương tự với khác chúng ta cũng thể vậy. Còn cái nút Close Gap tức là nó sẽ đóng hai cái vùng nút này lại. Ta sẽ khoanh vào đây. Khoanh vào đây rồi thì cái vùng này mở ta có thể đổ mực được. Đấy, các bạn nhìn thấy vùng đổ mực của này. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là nếu như không có phần đóng đó thì nó sẽ không đổ được. Đấy, các bạn chú ý nhé, bạn phải nối để tạo ra cái phần đó. Rồi bây giờ mình nói tiếp, để nhóm phần viền vào bên trong thì các bạn chọn tất cả này, sau đó các bạn chọn thì chọn group, các bạn có thể chọn là Ctrl G. Ctrl G của chúng ta thì chúng ta có thể chọn bằng cách là Ctrl G ấn vào. Để nhóm lại. Đấy, sau chúng ta có thể ăn group vân vân thì ở đây nút ở đây. Rồi bây giờ tương tự chỗ ở đây nữa, chúng ta sẽ vẽ là thêm nhiều hình, ta xóa nó đi. Đấy, cái khung này ta xóa đi. Thì nó sẽ mất. Khi ta xóa khung ta phải xóa từ đây. Đấy, đấy là phần bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách để tạo ra một chiếc xe ô tô chuyển động. Cái ô tô này chuyển động thì nó cũng rất là dễ thôi. Ta mở một dự án mới. Mình đặt tên là ô tô. Ô tô con cho trẻ em. Rồi. Để vẽ chiếc ô tô các bạn dùng phím X, trên bàn phím nha. Phím X, X trên bàn phím ấy, để phóng to ra. Rồi Ctrl C để cho nó trở về C và V nhé. Các bạn chú ý là Shift C, Shift V thì nó sẽ trở về màn hình không bị xoay. Còn X là phóng to. Z là thu nhỏ. Và mình nói luôn là X là phóng to, Z thu nhỏ. C là quay, C là quay. Quay tròn thì chúng ta có thể quay sửa. V là quay ngược lại. Phím cách trên bàn phím là để chúng ta di chuyển khung để chúng ta vẽ. Giữ phím cách nhá, chuột biến thành hình bàn tay. Các bạn chú ý nhá. Giữ phím cách thì chuột sẽ biến thành hình bàn tay giống như Photoshop ấy. Nó chỉ giống ở mỗi cái phím này thôi. Thế còn Shift C thì nó trở về nguyên bản ban đầu. Shift C. C thì nó Shift C. V thì nó quay, C và V để quay. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Shift V là trở về ban đầu. Rồi bây giờ chúng ta chú ý tiếp này, Shift V là trở về ban đầu. Bây giờ ta sẽ vẽ chiếc ô tô. Để vẽ chiếc ô tô thì chúng ta sẽ áp dụng là chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật. Tôi vẽ hình ô tô đây. Đúng không? Đấy, nha, ô tô. Rồi cái đầu ô tô nữa. Đầu ô tô. Đầu ô tô đến đây. Ở đây là cái thùng ô tô. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ sửa. Chúng ta sẽ sửa, chúng ta sử dụng công cụ tức là edit. Công cụ mũi tên chúng ta chọn là edit scale tool. Đấy, ta chọn đây. Thế thì edit scale tool thì chúng ta sẽ cho cái đầu nó hơi múc múc về đây. Đấy, đầu đây cũng vậy. Chọn mỗi nó. Đấy. Chúng ta chọn như thế nhá. Đấy, chúng ta sửa được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi như là đây là chiếc đầu của chiếc xe tải. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ đổ sơn vào phía dưới. Sơn thì chúng ta sẽ đổ vào đây. Đấy. Rồi vào đây. Đấy. Trên đây chúng ta cho màu đỏ. Đại khái trẻ con như vậy. Vậy bây giờ ta sẽ vẽ bánh. Với bánh thì chúng ta sẽ áp dụng như sau. Chúng ta phải vẽ liền hai chiếc bánh, hai bánh xe. Ở đây tôi vẽ hình elip, chúng ta giữ shift tạo bánh. Đấy, màu thì bây giờ là màu đỏ đúng không? Bây giờ chúng ta có thể cho nó màu màu nâu. Chúng ta cho chất của nó là xóa nó đi. Rồi, chúng ta sẽ chọn hình elip lại. Hoặc là màu màu màu
ta sẽ cho nó một cái maximum. Đó, đánh to lên. Rồi, được bánh rồi thì chúng ta sẽ nắp vào đây. Và bánh vào đây. Thì sau đó chúng ta dùng X chúng ta phóng to lên. Ta sẽ copy làm hai chiếc bánh. Giữ ship nhé, các bạn giữ ship. Giữ ship. Ta sẽ copy. Rồi, ta copy. Ta chọn edit, ta chuyển copy. Rồi, ta chọn paste. Dán một chiếc nữa lên đây. Đó. Rồi bây giờ hai chiếc này ta có thể là chọn chọn đừng ta ta cứ để nguyên như thế. Rồi. Bước tiếp theo bây giờ ta tạo cho nó chuyển động. Ta đẩy cái này lên. Để cho nó chúng bằng nhau như vậy. Bây giờ ta thu nhỏ. Ta thu nhỏ Z lại. Rồi bây giờ ta nhóm tất cả lại. Control ta cho nhỏ đi lại. Rồi chiếc ô tô. Rồi. Giờ ta sẽ cho nó chuyển động. Chúng ta sẽ bây giờ ta sẽ làm như sau nhé. Ta sang khung thứ hai. À, khung đầu tiên bây giờ ta phải vẽ đã. Đấy, các bạn chú ý nha, ta chọn line. Line ta cho về đó, chọn này. Đó, chọn đây xuống. Rồi. Tương tự ta để này. Ok, giờ ta sẽ copy tất cả, Ctrl copy, copy sang nút thứ hai, paste, đó, rồi, bây giờ ta sẽ tìm vết, ta chọn preview, ấn vào đây, ta chọn là hai, đó, rồi bây giờ nó hở lên rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần phần đây để ta tìm vết. Rồi ta phóng to lên. Các bạn chú ý nha, các bạn chọn hai cái này cho tôi. Ctrl G lại, hai cái này cũng vậy. Ctrl G vậy, để ta sẽ xoay. Các bạn chú ý nha, ta xoay. Đó, xoay đến đây. Đấy, các bạn nhìn thấy vết cũ nó nằm màu này. Đấy, tương tự đây ta cũng xoay. À, như thế thì nó sẽ chạy sang phía bên kia. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã sang một cái khung tiếp theo là khung thứ ba. Khung thứ ba chúng ta cũng chọn paste xuống. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục chọn hai này. Ta xoay nó một vòng. Đúng đây. Đó. Tương tự thế chúng ta sẽ xoay nó một vòng bên đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sang hình thứ tư. Ta paste xuống. Rồi bây giờ hai cái này chúng ta sẽ quay nó vào khớp với chỗ này. Đó, chỗ này chúng ta cũng quay, nghĩa là ở đây gọi là tạo hình vòng quay. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là chiếc ô tô sẽ chuyển động như thế nào. Bây giờ tôi tắt cái nút này đi, các bạn nhìn thấy nhé. Bây giờ ta sẽ tạo ra một cái cycle. Ta chọn cho nó cái cycle, ta chọn đến 50 khung. 50 khung. 50.
iPhone nó bị chắc là bị ấn xấu, nó hơi bị ta chọn cái này. 24 68 90. Rồi. Bây giờ tôi cho thử vòng tròn các bạn nhìn nó chạy tại chỗ nhé. Đấy, xe chúng ta đang đi. Đi tiến từ bên trái qua bên phải. Việc bây giờ là chúng ta sẽ tạo chuyển động đằng cảnh đằng sau. Chúng ta sẽ tạo một cái cảnh đằng sau để nó dị nó luôn chuyển động. Nó chuyển động qua lại. Đấy, chúng ta sẽ tạo một cái cảnh đằng sau để chúng ta nhìn thấy nó chuyển động như cây cối vân vân. Thế cảnh đằng sau thì tôi sẽ vẽ như sau. Tôi stop cái này lại để các bạn chú ý nha, chúng ta sẽ stop này. Tôi tạo nên tôi gọi là phần đây gọi là cảnh sau. Cảnh sau đây thì ta sẽ vẽ như sau. Ta tạo ra một cái hình gồm có rất nhiều nhà cửa vân vân, con đường. Ví dụ như tôi có thể vẽ nhiều nhà cửa mà tôi chọn công cụ brush. Chẳng hạn như là ở đây tôi vẽ rất là nhiều ngôi nhà. Cửa sổ. Rồi, tiếp theo nữa có các cửa sổ đó, đằng sau đó, thì tôi có thể vẽ được rất nhiều nhiều nhà. Đây là con đường của chúng ta, đây là chiếc cây bên cạnh đó, đường. Chúng ta có thể vẽ nhiều ô cửa, vẽ nhiều ô cửa nhà vân vân. Thể cho nó nhiều cửa, ví dụ ta thể đổ sơn vào đây, ta thể này nó chưa đóng kín, vậy chúng ta có thể phóng to lên và chúng ta sẽ cho ví dụ như ở chỗ này chúng ta có thể chọn công cụ như là close gap để làm được đóng này lại. Đấy. Bây giờ tôi tô được sơn, tôi có thể sơn vào. Đấy. Ví dụ chỗ này các bạn có thể ở chọn close up lại, đóng hai cái vị trí này lại, nhưng mà chúng ta vẽ nét nó chưa được tốt, ta có thể cho sơn màu đen đó. Sơn màu đen vào đây. Đấy, tương tự chỗ này thì các bạn có thể làm thành các ngôi nhà tầng vân vân, thì ta có thể vẽ thoải mái không. Ta chọn nút này, ta chọn nút đỏ, ta vẽ lên cái vị trí này đó. Ví dụ đây là biển hiệu vân vân này. Các bạn nhớ nhé, các bạn chú ý các bạn vẽ thật phối cảnh thật đẹp. Thế bây giờ tôi sẽ vẽ cây. Cây tôi chọn màu xanh lá cây. Ví dụ như là đây là một cái cây bên đường. Có thể cho màu xanh, màu tôi đổ một màu xanh. Chúng ta có thể nhiều cây. Đây tương tự đây nữa, đây cũng có cây. Đấy, tôi có thể cây. Cái cây này thì chúng ta nên vẽ ở lớp đằng sau. Nếu thôi ta tạm thời không vẽ cây đây vậy. Đấy, các bạn có thể xóa đi. Sau đó thì chúng ta sẽ bật nút này, này. Các bạn nhìn nhé. Rồi. Bây giờ cái cảnh sau thì ta sẽ cho xuống nước dưới. Đấy. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là cảnh phía sau đã được xuống nước dưới. Đúng không? Bây giờ ta sẽ cho cái cảnh này. Cảnh này sẽ hiện lên ở tất cả các chỗ. Ta sẽ chọn như sau. Ta chọn lệnh có tên là Expo. Expo ở đây. Extend Expo là tức là nó sẽ nở rộng ra đến đây, nó tự copy ra, nó phơi ra. Bây giờ tôi cho đến 50. Đấy, nó cũng bị tắt ngòi do cái bàn phím tôi nó không được tốt. Cho đến 50 nhá, các bạn có thể nhập vào
chúng ta nhìn thấy là một cái cảnh trong phim hoạt hình các bạn làm rất là dễ đúng không? À này cũng phải đến, tôi phải cho 200 này, 200 Explore lên tiếp. À, bây giờ để nó chuyển động ô tô đi từ bên kia sang bên này thì chúng ta cũng có thể là có nhiều cách để chúng ta có thể làm. Ta cho một là ta cho cảnh chuyển động. Thế thì đối với cảnh chuyển động thì chúng ta ấn vào đây. Đấy, chúng ta chọn ấn vào đây. Thì chúng ta kéo cả khung luôn. Đấy các bạn nhìn nhé. Tôi sẽ kéo sang bên đây này. Bạn nhìn thấy nhé. Xong lại đến cảnh khác đó. Là cánh đồng chẳng hạn đấy. Rồi bây giờ chúng ta thử nhìn nhé các bạn. Đấy, phim hoạt hình của chúng ta đã đi được một đoạn đấy, là chiếc ô tô đang chạy cảnh chuyển động. Vâng, các bạn đã nhìn thấy là mình đang tạo ra một cái cảnh nữa, và nó sẽ có rất nhiều cảnh đằng sau. Các bạn chú ý sẽ rất nhiều cảnh đằng sau đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là ô tô chúng ta liên tục đang đi trên như vậy. Vậy thì các bạn thấy là phần mềm này có dễ không? Rất là dễ. Đây là mình mới làm thử thôi. Mình còn sẽ có rất nhiều bài học, và các bạn áp dụng cho tôi cái bài học này vào đây. Các bạn chú ý nhá. Cảnh sau thì bao giờ nằm ở dưới cái cảnh trước. Các bạn chú ý cảnh sau bao giờ nằm dưới cảnh trước. Cảnh trên thì đúng đấy. Vậy qua cái bài học này thì chúng ta sẽ có một bài thứ hai về Tom Bomb. Rất là hay. Bây giờ tôi sẽ tắt đi để tiếp tục bài tiếp theo các bạn theo dõi nhé.